Thưa quý vị và các bạn, đồi Mun Luốc nằm ở xã Trà Đốc. Người Việt Nam gọi đây là cứ điểm đồi Mun Luốc hoặc đồn Trà Đốc hay gọi tắt là đồn xã Đốc. Phía Mỹ gọi tên vị trí này là cứ điểm hỗ trợ hỏa lực Mary Ann. Cũng chính nơi đây, quân và dân ta đã làm nên chiến công oanh liệt, tiêu diệt gọn một đại đội lính Mỹ vào đêm ngày 25, rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1965, làm nên trận đầu thắng Mỹ vang dội. Tại địa danh lịch sử này đã xảy ra trận đụng đầu quyết liệt, chỉ trong vòng 30 phút chiến đấu anh dũng và ngoan cường, cán bộ chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn 70 và phân đội đặc công V-16 lập nên chiến công vang dội, tiêu diệt gọn đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 2, lữ đoàn 9, sư đoàn 3, lính thủy đánh bộ Mỹ. Đây chính là một đòn choáng váng đối với quân xâm lược Mỹ ở chiến trường Quảng Nam. Thưa quý vị, trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ đã trả lời được câu hỏi lúc ấy, ta có đánh Mỹ được hay không? Và cũng chính tại nơi đây, các chiến sĩ đặc công 409 đã tiêu diệt gọn những tên lính Mỹ cuối cùng. Trước năm 1975, địa bàn xã Trà Đốc, huyện Trà My, nay thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, là vùng đồi núi hiểm trở sát dòng sông Chanh, nằm trên tuyến hành lang huyết mạch nối đồng bằng Quảng Nam với khu vực Tây Nguyên, án ngữ đường tiếp vận, chuyển quân từ Bắc vào Nam của cách mạng, là khu vực hoạt động của các đơn vị bộ đội chủ lực, các cơ quan của khu ủy Nam. Với vai trò là địa bàn đóng trú vững chắc của các cơ quan đầu não kháng chiến, căn cứ địa cách mạng ở Quảng Nam, Đà Nẵng cũng là nơi diễn ra nhiều hội nghị, đề ra những chủ trương, quyết định quan trọng của cuộc kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ, căn cứ địa Quảng Nam, Đà Nẵng luôn thực hiện xuất sắc vai trò hậu phương chiến tranh nhân dân tại chỗ, cung cấp một phần đáng kể nhân lực, vật lực cho kháng chiến. Do đó, đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã huy động lực lượng thiện chiến nhất cùng các phương tiện chiến tranh và thủ đoạn tàn bạo nhất nhằm xóa bỏ các căn cứ địa, tiêu diệt cơ quan đầu não, chỉ huy kháng chiến tại đây. Mỹ muốn thiết lập một cứ điểm quân sự nơi này, mục tiêu để vừa thuận lợi quan sát, kiểm soát tuyến giao thông chiến lược trọng yếu của quân giải phóng tại hai huyện Trà My, Tiên Phước và một vùng rộng lớn ở miền Tây đất Quảng, đồng thời ngăn chặn và bịt kín các cửa ngõ cung ứng chi viện các loại hàng hóa lương thực, thực phẩm, thuốc men, vải vóc, đạn dược, tài liệu từ miền xuôi lên, đặc biệt là triệt tiêu con đường tiếp vận Bắc Nam. Mặt khác, lại vừa nhằm xây dựng một tiền đồn để theo dõi và bảo vệ từ xa cho sườn Tây Nam, khu liên hiệp quân sự Chu Lai của Mỹ và quân đội Sài Gòn. Đầu năm 1970, sau khi thực hiện nhiều đợt hành quân càn quét, Mỹ đã đổ quân xuống đồi Mun Luốc để xây dựng một cứ điểm hỗ trợ hỏa lực. Đỉnh đồi Mun Luốc cao hơn khu vực chung quanh, khá rộng và bằng phẳng, có hai mỏm cao gần bằng nhau, ở giữa võng xuống, trông y như hình yên ngựa, nên dân địa phương cũng gọi là đồi yên ngựa. Cứ điểm đồi Mun Luốc được xây dựng với hệ thống công sự vật cản phòng ngự tương đối vững chắc và kiên cố. Bao bọc cứ điểm là hàng rào dây kẽm gai gồm 5 lớp, hầm ngầm và hầm nổi, cài mìn xung quanh, pháo sáng liên tục bắn, cầm canh soi rọi cả một góc trời. Người bên ngoài khó mà đột nhập. Bên trong cứ điểm bố phòng chặt chẽ cả về binh lực và hỏa lực. Chỉ huy Mỹ đã bạt núi san bằng, xây các lô cốt, sân bay để trực thăng dễ dàng hạ cánh. Toàn bộ cứ điểm chúng bố trí 147 lô cốt, hầm ngầm lớn nhỏ, các trận địa pháo tầm xa, ở chiến hào ngoài cùng có 28 vọng gác, trụ sở đặt hệ thống liên lạc và máy móc kiểm soát có tầm bắn kính rộng. Chúng còn có hai trận địa pháo 105 ly, 155 ly ở Phước Lâm và Tiên Phước. Trên không có máy bay chiến đấu, máy bay lên thẳng vũ trang từ căn cứ Chu Lai, sẵn sàng chi viện bất kể ngày đêm. Với căn cứ điểm này, địch dễ dàng quan sát phát hiện các mục tiêu nghi ngờ, chặn đánh các trục hành lang của ta. Lực lượng trấn giữ cứ điểm đồi Mun Luốc chủ yếu là các đơn vị của tiểu đoàn 1/46 thuộc lữ đoàn 196 khinh binh Hoa Kỳ, với bộ tư lệnh đóng ở Chu Lai. Lữ đoàn 196 khinh binh lúc ấy thuộc sư đoàn bộ binh số 23, cũng gọi là sư đoàn America. Đó là các đơn vị gồm đại đội bộ binh Charlie, đại đội bộ binh Alpha của tiểu đoàn 1/46 và đại đội C pháo binh 105 ly của tiểu đoàn 3/16 pháo binh Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có thêm một lực lượng của tiểu đoàn 1/46 chốt chặn ở các vị trí chung quanh để bảo vệ cứ điểm ở vòng ngoài. Theo tài liệu phía Mỹ, ở cứ điểm lúc đó có 253 người, gồm 231 lính Mỹ và 22 lính Việt Nam Cộng Hòa.
Sau khi đánh giá và phân tích tình hình hoạt động quân sự Mỹ tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận định việc quan trọng và cấp thiết lúc này là cần phá vỡ sự cô lập cho mật khu nước Oa, đóng cách đó 7 km theo đường chim bay, và giải tỏa hành lang nối các căn cứ địa phụ cận ở Quảng Nam với vùng rừng núi Kon Tum, Quảng Ngãi. Để thực hiện mục tiêu đó, tiểu đoàn đặc công 409 được chọn làm nhiệm vụ triệt phá bằng được cứ điểm quan trọng này của Mỹ. Nhận nhiệm vụ phải nhổ bằng được cứ điểm đồi Mun Luốc, tiểu đoàn đặc công 409 tổ chức 7 lần đi trinh sát, chuẩn bị chiến trường. Bộ đội ta đã tiến sát mục tiêu, xác định cụ thể cách bố trí mìn, hầm hào, lô cốt, khu chỉ huy, khu hỏa lực, mục tiêu then chốt, khu vực tuần tra canh gác, xác định điểm mạnh, yếu và những sơ hở của địch. Từ đó, một thao trường cấu trúc với đầy đủ công sự, hầm ngầm, giống xã đốc đã được xây dựng tại căn cứ để đơn vị ngày đêm luyện tập. Phải mất đến 8 tháng với 3 lần bị lộ suýt phải hủy bỏ kế hoạch, tiểu đoàn đặc công 409 mới có thể thực hiện việc nổ súng vào cứ điểm đồi Mun Luốc. Được thành lập tại ngã ba nước Chè và sông Sà Lò, vùng căn cứ địa cách mạng thuộc miền Tây Quảng Ngãi, trong thời điểm ác liệt của những năm chống Mỹ, tiểu đoàn đặc công 409 đã tham gia hàng chục trận đánh khắp các chiến trường, từ đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên, loại khỏi vòng chiến đấu 12.502 tên địch, trong đó có 8.500 tên Mỹ, hơn 400 quân Nam Triều Tiên, phá hủy 368 máy bay các loại, 101 xe quân sự, đánh chìm 13 tàu xuồng chiến đấu, thu nhiều vũ khí trang bị, quân trang, quân dụng. Tiểu đoàn có nhiều trận đánh xuất quỷ nhập thần, khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía, làm nức lòng đồng bào và chiến sĩ. Tiêu biểu là đánh chi khu An Lão, Bình Định, căn cứ Chu Lai, Quảng Nam, tập kích sân bay và trường huấn luyện Hải quân Ngụy tại Nha Trang. Đêm ngày 27 tháng 3 năm 1971, 91 cán bộ chiến sĩ đặc công mang quần cộc, giày vải, trang bị súng tiểu liên AK-47, thủ pháo, bộc phá và súng B-40 chia làm 8 mũi, lặng lẽ áp sát mục tiêu. Vào lúc 0 giờ 45 ngày 28 tháng 3 năm 1971, mũi chủ công dùng bộc phá mở rào rồi cùng các mũi khác đột nhập vào trung tâm. Đặc công dùng súng tiểu liên B-40 và thủ pháo tấn công dồn dập vào các công sự nổi, trận địa pháo và sân bay dã chiến. Quân địch bị tình huống bất ngờ nên không có sự chống cự nào đáng kể và thương vong nặng nề. Số binh lính sống sót chui xuống các hầm ngầm để ẩn trốn hoặc bỏ chạy, nhưng vẫn bị đặc công tiêu diệt bằng thủ pháo ném xuống hầm. Sau nửa giờ chiến đấu, ta đã làm chủ trận địa, địch bị tê liệt trước đòn tấn công bất ngờ, táo bạo, đầy mưu trí của bộ đội ta. Đại đội bộ binh Charlie Alpha của tiểu đoàn 1/46 và đại đội C pháo binh 105 của tiểu đoàn 3/16 sau cuộc giao chiến chịu tổn thất nặng nề, bị ta tịch thu nhiều súng, phá hủy 4 khẩu đại pháo 105 ly và nhiều công sự. Sau khi ta nổ súng, pháo địch ở Phước Lâm, Tiên Phước mới vội vàng nã đạn theo tọa độ quanh cứ điểm Mun Luốc, trực thăng vũ trang bắn rocket xuống các suối xung quanh. Trong khi đó, quân ta đã nhanh chóng rút về hậu cứ, để lại trên hai mỏm đồi nhiều xác chết và lính Mỹ bị thương. Trận đánh khiến lực lượng trú phòng của Mỹ tại cứ điểm này bị tổn thất trầm trọng với con số thương vong khá lớn, 30 lính tử trận và 82 lính bị thương nặng. Về phía quân giải phóng, có 15 chiến sĩ đặc công đã hy sinh anh dũng. Với thất bại tại cứ điểm đồi Mun Luốc, tiểu đoàn quân Mỹ cuối cùng ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng cũng là đơn vị lính Mỹ cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam đã bị tiêu diệt. Đây được đánh giá là một trong những thất bại thảm hại ê chề của Mỹ trong nỗ lực kéo dài sự ảnh hưởng của mình ở Việt Nam để cứu vãn sự suy yếu của chế độ Sài Gòn. Sau thất bại này, toàn bộ quân lính của Mỹ, Ngụy đều rút khỏi cứ điểm và chuyển ra trú đóng tại Đà Nẵng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Ngày 29 tháng 6 năm 1972, Lữ đoàn 196 khinh binh, lực lượng viễn chinh trên bộ cuối cùng cấp Lữ đoàn Mỹ đã rời Đà Nẵng, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Từ đây mang theo nỗi sợ kinh hoàng khó phai, sau khi may mắn sống sót qua đêm bão lửa trên cứ điểm đồi Mun Luốc. Ông Nguyễn Hữu Cầu sinh năm 1943, trú tại thôn Diêm Phủ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, là thông dịch viên cho Lữ đoàn 196 của quân đội Mỹ. Ông Cầu là một trong những nhân chứng sống về cuộc đấu tranh kiên cường, dũng cảm của quân đội nhân dân Việt Nam. Và trong những ngày đứng bên kia chiến tuyến, ông đã chứng kiến rất nhiều sự hy sinh cao cả của bộ đội ta. Ông Cầu kể,
Đầu năm 1969, tiểu đoàn 2 trên 1 thuộc lữ đoàn 196 nhận nhiệm vụ đến núi Quế cùng một số đơn vị khác chốt giữ tại căn cứ núi Quế, không cho cách mạng tấn công. Thông thường, tối đến ông cùng một số bạn lính trong tiểu đoàn đến khu vực Hương An để giải trí. Hôm ấy không hiểu sao ông lại không đi mà ở trong hầm cùng với một trung sĩ da đen người Mỹ. Rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm 1969, khi đang ngủ say thì ông bị đánh thức bởi tiếng chân người và tiếng hô dõng dạc, xung phong. Sau đó là tiếng súng đạn, tiếng pháo kích xé toạc màn đêm. Ông và trung sĩ Mỹ chưa kịp hoàn hồn thì một mảnh đạn bay xuyên qua nóc hầm găm vào tay của trung sĩ người Mỹ. Vì là thông dịch viên nên ông không ra tham chiến. Ở trong hầm nhìn ra, ông nhìn thấy máy bay Mỹ quần giữa bầu trời vùng núi Quế. Ánh sáng của pháo sáng, đạn pháo và đèn pha soi rõ từng ngọn cây, bụi cỏ. Khoảng 8 giờ sáng khi tiếng súng, tiếng đạn ngừng hẳn thì ông ra khỏi hầm và chứng kiến rất nhiều chiến sĩ đặc công của cách mạng hy sinh. Ông Cầu nói trong ngậm ngùi: "Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh những người lính chỉ mặc một chiếc quần đùi, thân hình đen nhẻm, trên tay còn cầm nguyên khẩu súng hoặc thủ pháo. Họ rất trẻ, chỉ khoảng 18-19 tuổi thôi và chủ yếu là người miền Bắc vì tôi nghe tiếng họ hô xung phong." Ông Cầu cho biết đến khoảng 12 giờ trưa, Bộ Chỉ huy Lữ đoàn 196 tập trung thi thể các chiến sĩ lại và đưa lên một chiếc xe tải. Sau đó lực lượng công binh được điều động đến để đi đào hố chôn. Dù không phải nhiệm vụ của mình, nhưng ông Cầu vẫn đi theo lực lượng thực thi nhiệm vụ chôn xác các chiến sĩ. Theo ông Cầu, họ đã đưa thi thể các chiến sĩ đặc công đến một bãi cát trắng thuộc xã Hương An, cách núi Quế khoảng 2-3 km và cách quốc lộ 1A khoảng hơn 100 mét. Sau đó 3 ngày, ông nhìn thấy hai hòn đá đen trên ngôi mộ các chiến sĩ. Theo ông Cầu nhận định, đó có thể là cách đánh dấu của người dân hoặc du kích địa phương để ghi dấu mộ của các liệt sĩ. Một trận đánh mà ông nhớ rõ là vào ngày 2 tháng 2 năm 68. Hôm đó đại đội A hành quân từ Tiên Phước đến Hiệp Đức. Tiểu đoàn ông đi trước, các tiểu đoàn khác đi sau. Khi ông vừa đi qua ngã ba Phú Bình, huyện Hiệp Đức thì nghe tiếng đạn nổ phía sau. Ông và mọi người quay trở lại thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, hàng trăm xác lính Mỹ trong tư thế đang nằm bên đường, giương súng về phía trước nhưng không hề nhìn thấy bộ đội ở đâu. Ông Cầu cắt nghĩa, khi đi đến đoạn đường bị mai phục, nghe tiếng súng nổ nên những người Mỹ nằm xuống và giương súng bắn về phía vừa phát ra tiếng súng. Tuy nhiên họ đã bị trúng đạn từ phía sau lưng. Ông Cầu nói trong thán phục: "Bộ đội Việt Nam rất mưu trí, gan dạ và dũng cảm, nhất là lính đặc công. Họ có thể độn thổ, xuyên rừng, vượt qua bãi trông hay bất kỳ hàng rào kẽm gai chẳng chịt nào. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều sự hy sinh anh dũng và chính sự hy sinh anh dũng của họ đã chiến thắng quân đội Mỹ dù tương quan lực lượng chênh lệch rất lớn." Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, quê hương cách mạng Quảng Nam đã và đang từng ngày thay da đổi thịt với sự phát triển về mọi mặt, kinh tế, xã hội. Đời sống của nhân dân đã ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, truyền thống cách mạng luôn được gìn giữ, trao truyền, tiếp nối trên quê hương cách mạng anh hùng. Quý vị và các bạn thân mến, những chiến thắng ở đây mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Nam nói riêng và của cả nước nói chung.